Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có thể phát sanh 6 phép thần thông Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát có thần cảnh trí chứng thông, có thể làm ra các loại thần biến lớn, nghĩa là làm chấn động tất cả vật trong hằng hà sa đại địa ở mười phương, biến một thành ra nhiều, biến nhiều thành một, hoặc hiện hoặc ẩn, nhanh chóng không bị chướng ngại, vượt thẳng qua bờ núi, tường vách giống như đi trong hư không, qua lại trên không, trên đất, bằng giống như chim bay. Ra vào dưới đất giống như ra vào trong nước, đi trên nước như đi trên đất, thân phát ra khói lửa như lửa cháy trên cao nguyên, trong thân chảy ra những dòng nước như băng tuyết tan chảy. Hay thế của thần mặt trời mặt trăng khó sánh bằng, dùng tay che khuất ánh sáng mặt trời cho đến chuyển thân tự tại cao đến trời tịnh cư, số lượng những biến hóa như vậy nhiều vô lượng vô biên. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tuy đầy đủ công dụng của thần cảnh trí như vậy, nhưng đối với sự việc ấy không tự cao, không chấp tánh của thần cảnh trí chứng thông, không chấp vào việc thần cảnh trí chứng thông, không chấp người có thể đắc thần cảnh trí chứng thông. Đối với chấp hay không chấp, cả hai đều không có gì để chấp. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tự tánh không, vì tự tánh lìa, vì tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy không vì ham vui mà phát sanh thần cảnh trí chứng thông như vậy, chỉ trừ vì đắc trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát sanh thần cảnh trí chứng thông Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát với thiên nhĩ trí chứng thông, là thiên nhĩ thanh tịnh tối thắng siêu nhân, có thể như thật nghe mọi thứ tiếng của loài hữu tình vô tình trong hằng hà sa số thế giới ở mười phương, nghĩa là nghe tiếng khắp cả địa ngục, tiếng của bàng sanh, tiếng của ngạ quỷ, tiếng người, tiếng trời, tiếng thanh văn, tiếng độc giác, tiếng Bồ Tát, tiếng Như Lai và tất cả tiếng của loài hữu tình vô tình pháp, dù tiếng lớn hay nhỏ đều nghe không bị chướng ngại. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tuy có đầy đủ công dụng của thiên nhĩ trí như vậy, nhưng không tự cao, không chấp tánh thiên nhĩ trí chứng thông, không chấp vào việc thiên nhĩ trí chứng thông, không chấp người có thiên nhĩ trí chứng thông. Đối với chấp hay không chấp, cả hai đều không có gì để chấp. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tự tánh không, vì tự tánh lìa, vì tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy không vì ham vui mà phát sanh thiên nhĩ trí chứng thông Ba La Mật Đa, chỉ trừ vì đắc trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà phát sanh thiên nhĩ trí chứng thông Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát với tha tâm trí chứng thông, có thể như thật biết tâm và tâm sở của các loài hữu tình trong hoàng hà sa số thế giới ở mười phương, nghĩa là biết các loài hữu tình có tâm tham hay tâm lìa bỏ tham, có tâm sân hay tâm lìa bỏ sân, có tâm si hay tâm lìa bỏ si, có tâm ái hay tâm lìa bỏ ái, có tâm thủ hay tâm lìa bỏ thủ, có tâm tập trung hay tâm tán loạn, có tâm lớn hay tâm nhỏ, có tâm cao thượng hay tâm thấp hèn, có tâm tịch tịnh hay tâm không tịch tịnh, tâm trạo cử hay tâm không trạo cử, tâm định hay tâm không định, tâm giải thoát hay tâm không giải thoát, tâm hữu lậu hay tâm vô lậu, có tâm hẹp hay có tâm rộng, có tâm cao tột hay không có tâm cao tột. Với các tâm này, Đại Bồ Tát ấy đều biết như thật. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này tuy đầy đủ công dụng của tha tâm trí thông, nhưng trong đó không tự cống cao, không chấp tánh của tha tâm trí chứng thông, không chấp vào việc tha tâm trí chứng thông, không chấp vào người có thể đắc tha tâm trí chứng thông. Đối với chấp hay không chấp, cả hai đều không có gì để chấp. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tự tánh không, vì tự tánh lìa, vì tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy không vì ham vui mà phát sanh tha tâm trí chứng thông như vậy, chỉ trừ vì đắc trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà phát sanh tha tâm trí chứng thông Ba La Mật Đa.
Này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát với túc trụ tùy niệm trí chứng thông, có thể nhớ như thật tất cả việc đời trước của hữu tình trong hằng hà sa số thế giới ở mười phương, nghĩa là nhớ các việc trong quá khứ của một tâm cho đến 100 tâm của mình và người, hoặc nhớ lại những việc đã qua trong một tháng cho đến 100 tháng ở quá khứ của mình và người, hoặc nhớ các việc đời trước trong một năm cho đến 100 năm của mình và người, hoặc nhớ lại những việc đời trước trong một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, hơn trăm ngàn kiếp cho đến vô lượng trăm ngàn câu chi na do tha kiếp, hoặc nhớ lại tất cả việc đời trước ở đời trước, nghĩa là thời gian như vậy, nơi chốn như vậy, tên như vậy, họ như vậy, loài như vậy, ăn uống như vậy, tồn tại lâu như vậy, tuổi thọ như vậy, khổ vui như vậy, từ nơi này qua đời sanh vào chỗ kia, từ chỗ kia qua đời sanh vào chỗ này, dung mạo như vậy, nói năng như vậy, hẹp hòi hay phóng khoáng, các việc đã qua như vậy đều có thể nhớ cả. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát này đầy đủ các công dụng của túc trụ tùy niệm trí như vậy, nhưng trong đó không tự cống cao, không chấp tánh túc trụ tùy niệm trí chứng thông, không chấp vào việc túc trụ tùy niệm trí chứng thông, không chấp người có thể đắc túc trụ tùy niệm trí chứng thông. Với chấp hay không chấp, cả hai đều không có gì để chấp. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì tự tánh không, vì tự tánh lìa, vì tự tánh xưa nay bất khả đắc. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy không vì ham vui mà phát sanh túc trụ tùy niệm trí chứng thông, chỉ trừ vì đắc trí nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà phát sanh túc trụ tùy niệm trí chứng thông Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát với thiên nhãn trí chứng thông thanh tịnh hơn thiên nhãn của người, có thể như thật thấy các màu sắc hình tượng của loài có tình thức, chẳng phải có tình thức, trong hàng hà sa số thế giới ở mười phương, thấy các hữu tình khi chết, lúc sống, thể sắc đẹp hay xấu, cõi lành hay cõi ác, hoặc thua hoặc hơn, tùy theo lực dụng của nghiệp mà thọ sanh khác biệt. Như vậy hữu tình nào thành tựu ba diệu hạnh thuộc thân ngữ ý, khen ngợi hiền thánh, chánh kiến về nhân duyên, thì sau khi qua đời sẽ sanh vào cõi lành, hoặc sanh lên trời, hoặc sanh vào cõi người hưởng các khoái lạc. Còn hữu tình nào tạo ba ác hạnh thuộc thân ngữ ý, chê ba hiền thánh, tà kiến về nhân duyên, thì sau khi qua đời sẽ đọa vào đường ác, hoặc sanh vào địa ngục, hoặc làm bàng sanh, hoặc làm ngạ quỷ, hoặc sanh lên